Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi Dần. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi phong thủy của tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà mình có thể nói rằng là may mắn nhất trong 12 con giáp trong cái tháng 10 của năm Kỷ Hợi này. Vì sao? Vì đây là có thể nói là về phần địa chi á, Dần Thân Tỵ Hợi, mình tưởng nên có một số người thì chỉ biết tứ hành xung thôi, nhưng mà thực chất ra Dần với Hợi là lục hợp, mà khi mà lục hợp của địa chi á, thì nó không những đem đến nhiều tốt đẹp cho gia đạo tình cảm mà nó còn có thể tương sinh ra một cái gọi là cái mối quan hệ của xã hội, cái mối quan hệ trong công việc làm ăn. Và nếu mà gặp chuyện gì bất trắc thì rất dễ có người đứng ra giơ tay ra cứu giúp mình. Mình có thể nói là bạn bè, người thân, mình có thể nói là quý nhân để mà cứu giải cho mình nếu như mà mình lỡ may gặp cái điều mà xui rủi. Như vậy là một cái điều rất là tích cực, đúng không? Thì trong tất cả những người tuổi Dần như là Canh Dần, Bính Dần rồi Mậu Dần kia thì tất cả cái thiên can thì không có cái thiên can nào bị chữ Ất nó khắc, cho nên là có thể nói là công việc tài lộc cũng khá là có nhiều điều tích cực. Bây giờ mình sẽ phải đi vào chi tiết xem coi là tốt như thế nào và xấu ra sao. Đầu tiên hết thì mình sẽ xét cho những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 và các cháu nhỏ sinh 2010. Thì ở đây mình không nói đến những cháu nhỏ 2010 thì gì, nó còn quá nhỏ. Mình chỉ nói đến các anh, các chị, các bác trai, các bác gái tuổi Canh Dần thôi, sinh năm 1950 với mệnh Tòng Bá Mộc. Như vậy là người mệnh Mộc thì gặp tháng hỏa, tháng Ất Hợi tức là tháng 10 âm lịch là một tháng hỏa. Như vậy là xét về trụ mạng là Mộc sinh hỏa, bản mệnh bị sinh sức, sức khỏe và bổn mạng nó không được tốt đẹp cho lắm. Cần cẩn thận. Nhưng mà nó chỉ là suy yếu thôi, có thể là bệnh cảm rồi được, người trong người không được khỏe. Cái việc mà bổn mạng bị sinh sức này á, là nó còn ảnh hưởng đến cái việc mà các phúc tinh và tài tinh sẽ bớt đi cái sự tốt đẹp, bớt đi cái tác dụng của nó. Rồi á, là thiên can thì rất là tốt đẹp, đó là chữ Ất của Ất Hợi sẽ là chữ hợp với Canh. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, báo hiệu công việc nhiều hanh thông và tài lộc dễ phát sinh. Như đã nói, các anh các chị mà sinh năm 1950 thì nếu đúng là đi làm ở trong cơ quan hàng xưởng là không còn, nhưng thực chất là đây là những cái người có cái máu kinh doanh ha, thì sẽ tốt đẹp cho cái công việc kinh doanh, buôn bán, tài lộc của mình, của hanh thông. Ok, một cái tín hiệu rất là tích cực. Bên cạnh đó, như phần địa chi chia sẻ ở lúc đầu thì Dần Hợi thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ đem đến nhiều tốt đẹp. Còn phần nào tương trợ cho các mối quan hệ trong công việc, dễ phát ra được cái việc mới hoặc là được quý nhân giúp đỡ. Như vậy thì rõ ràng người Canh Dần sinh năm 1950 ở trong cái tháng 10 âm lịch, ngoài cái việc cẩn thận bổn mệnh không quá xấu, chỉ là suy yếu một chút, thì thiên can được ngũ hợp, địa chi được lục hợp thì quả nhiên là quá được thuận lợi. Hy vọng rằng tất cả những cái điều này được thể hiện một cách hoàn hảo, cái này đúng nhất ở trong cái tháng sắp tới của các anh các chị tuổi Canh Dần, để mà các anh các chị tuổi Canh Dần có được một tháng tài lộc hanh thông, gia đạo vui vẻ. Rồi, đó là một tuổi Dần đầu tiên. Mình tuổi Dần thứ hai mình sẽ xét đến đó là các anh các chị tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 với mệnh Kim Bạch Kim. Thì người mệnh Kim gặp tán hỏa thì chắc chắn rằng sẽ là không tốt đẹp về bổn mạng. Vì sao? Hỏa khắc Kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cần cẩn trọng, nhiều việc xấu đề phòng cái tai nạn phạm thân. Cũng giống như cái tháng 9 mình đang trải qua của các anh các chị, thì tháng 9 này là tháng Giáp Tuất, cũng là một tháng hỏa, cho nên là dù rằng Tuất với Dần là tam hợp, nhưng mà các anh các chị bị cái bổn mạng tương khắc, tháng khắc tương khắc bổn mạng như vậy nè, thì phúc tinh và tài tinh coi như là bị khống chế, và phá và bại tinh ở trong cái tử vi hàng năm của mình nó hoành hành, làm cho các anh các chị gặp rất là nhiều điều khó khăn.
Ngoài cái việc gia đạo vui vẻ ổn định ra thì công việc và sức khỏe nó cũng không có được ngon lành. Thì tháng 10 cũng sẽ tiếp tục như vậy. Với họa nó khắc kim, các anh các sĩ cẩn thận cái bổn mạng của mình. Tuy nhiên thiên can của các anh các sĩ ở trong cái tháng này nó hàm chứa một cái nguy hiểm nữa, đó là chữ nhâm chữ ất thì không xung cũng hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nhâm là thủy, ất là mộc, cho nên nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Gặp như vậy thì rất là dễ hao tài, mà cộng hao tài với cái chuyện mà cái mạng nó khắc, cái tháng nó khắc mạng, phúc tinh và tài tinh bị khống chế thì thật sự ra là rất là dễ phải hao tốn tiền bạc. Nhưng mà tuy nhiên nó không phải là thiên can tương khắc, cho nên là có hao tốn đi nữa thì nó cũng không quá nhiều, hoặc là mình cũng phải chấp nhận, mình biết được rằng hao tốn đó mình, cái tâm của mình ổn, mà coi như là mình chủ động được ha. Rồi địa chi thì cũng giống như người canh dần, với dần hợi thuộc nhóm lục hợp ha. Gia đạo tình cảm sẽ là cái chỗ dựa tốt đẹp, giống như tháng 9 này đối với tuổi các anh các chị, thậm chí là tốt đẹp hơn. Tháng 9 là dần với tuất là tam hợp thôi, còn được dần với hợi mình đã được lục hợp luôn. Nếu như mà các anh các chị có gặp khó khăn thì cũng giống như tháng 9, mình sẽ chờ đợi và mong rằng là có cái quý nhân giúp đỡ cho mình nhờ cái địa chi lục hợp này. Như vậy thì các anh các chị tuổi nhâm dần có thể nói là trong tháng 10 đề phòng hao tài nhỏ, cộng với sức khỏe và bổn mạng không được tốt. Còn gia đạo tình cảm thì thật sự là vẫn ok, thậm chí là ok hơn cả tháng 9 này. Rồi ha. Người tiếp theo mình phải xét đến đó là các anh các chị giáp dần sinh năm 1974 với mệnh đại khê thủy. Người đại khê thủy thì tháng ất hợi cũng là tháng hỏa, cho nên xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng của các anh các chị khắc tháng, cho nên sức khỏe cũng thuộc dạng là không được ok, nhưng đỡ hơn các anh các chị tuổi nhâm dần. Là dù gì đi nữa là mình nước mình thối vô lửa, chứ không phải là cái kia hỏa nó đốt kim, là nhiều khó khăn ở trong bổn mạng. Thiên can giáp ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là công việc làm ăn mọi chuyện đối với người giáp dần sinh năm 1974 sẽ không có quá nhiều khó khăn chống phá gì cả ở trong cái tháng 10 âm lịch. Bên cạnh đó, với cái địa chi dần hợi là lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều tốt đẹp, thì như đã nói nó còn tương trợ cho cái phần quý nhân, các mối quan hệ trong công việc. Tuổi giáp dần của các anh các chị là vốn gì người có mệnh chỉ huy, thường hay đi làm thì hay phải có lính ở trong người. Nhà đi làm vô, mới vô thì phải làm tổ phó, tổ trưởng gì đó, rồi được rất là nhanh chóng để mà thăng tiến. Thì hy vọng rằng với cái mối quan hệ vốn dĩ quản giao của mình, người mệnh thủy của các anh các chị dần không quá dữ ha, cọc nước này sẽ nhờ được cái mối quan hệ rồi cái quý nhân của mình mà tiếp tục phát huy cái gọi là công danh tài lộc của mình đến đúng nơi đúng chỗ đúng mức ha. Rồi tiếp tục đó là người bính dần sinh năm 1986 với mệnh lô trung hỏa. Lô trung hỏa thì gặp tháng ất hợi một tháng hỏa, thì như vậy là mạng, xét về trụ mạng là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe không vấn đề, tốt đẹp, ngon lành ha. Thiên can bính ất không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là ất thuộc mộc, bính thì thuộc hỏa, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh, rất dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Cho nên là ok, ngon ha. Mình thấy là em, tại vì sao? Tại vì cái phần địa chi của bính dần cũng sẽ giống như các tuổi dần khác, được lục hợp dần hợi gặp nhau sẽ tốt cho công việc, tài lộc thì không nói, cho công việc, các mối quan hệ, rồi gia đạo tình cảm. Người bính dần ở trong cái tháng này, nữ mạng vốn dĩ là một những trong những cái người mà khó định duyên, do là nóng nảy, thấy không, gặp là người tuổi dần khó định duyên, thì hy vọng với cái địa chi lục hợp rất dễ sinh tình cảm này sẽ giúp cho các cô bính dần sớm kiếm được một cái tình cảm mỹ mãn hợp với những của mình ha. Đó là điều rất là tốt đẹp. Như vậy thì tháng 10 âm lịch
của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Ất Hợi, có rất là nhiều điều gọi là tích cực, tốt đẹp cho người Bính Dần, nhất là Bính Dần nữ mạng. Cho nên là các em phải tận dụng nó nha. Đặc biệt là các em còn cô đơn thì nên tận dụng cái khoảng thời gian này thả thính để kiếm được mối tình đúng với mong muốn của mình. Tiếp theo đó là các cô em tuổi Mậu Dần, các em trai em gái tuổi Mậu Dần với mệnh thành đầu thổ. Thì Mậu Dần á, thành đầu thổ này á, sẽ được lợi về bổn mạng. Vì sao? Vì tháng hỏa, Ất Hợi là hỏa mà, sẽ tương sinh cho thổ. Bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và cái bổn mạng của mình. Đặc biệt khi mà bổn mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh của mình sẽ phát huy rất là lớn cái tác dụng của nó. Hy vọng rằng với cái sự phát huy tác dụng đó sẽ phần nào đem đến nhiều may mắn, tài lộc cho các em. Thiên can Mậu Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy thì công việc không có việc gì là quá xung khắc và khó khăn đối với người Mậu Dần. Nói thật sự ra gì nè, người nữ mạng mà nắm chữ Mậu thường thì tình cảm khó có cái gọi là yên ổn, thường thì rất dễ hai đời chồng. Cho nên mình có khuyên các em Mậu Dần thì em nữ Mậu Dần thì đừng có nên lấy chồng sớm, mà lấy chồng sớm rất là dễ bị hai đời, để thêm vài năm nữa. Như vậy thì trở lại với cái tháng 10, địa chi Dần Hợi là thuộc nhóm lục hợp, cũng giống như tất cả các tuổi Dần khác, rất tốt cho công việc, tình cảm và gia đạo. Đặc biệt là rất dễ gặp được cái gì đó mới mẻ, quý nhân cũng có thể là người yêu. Đặc biệt là các em nữ ha, nữ chữ Mậu của các em là thật sự là có tình cảm phức tạp lắm. Cho nên là cố gắng cẩn thận. Tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi này, có rất là nhiều điều tốt đẹp đối với người Mậu Dần. Vì mạng được tương sinh, phúc tinh tài tinh phát sáng, thiên can thì không tương khắc gì cả, công việc không quá khó khăn. Địa chi thì lục hợp, hy vọng rằng các em Mậu Dần, nam hay nữ mạng, cũng lợi dụng cái việc này để mà mình tấn tới trong công việc làm ăn, có thu nhập tốt, để mình phát huy cái sở trường của mình. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, tức thác ở Ất Hợi của năm Kỷ Hợi. Một cái tháng có thể nói có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho tất cả những người tuổi Dần. Chỉ có một số tuổi là mệnh kim, Dần mệnh kim thì phải cẩn thận bổn mạng thôi. Còn tất cả các tuổi khác thì đều là tương đối tốt đẹp. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ là một cái hành trang, một cái niềm tin vững chắc để mà những người tuổi Dần ứng dụng và có được cái sự thành công nhất định của mình ở trong cái tháng 10 âm lịch này. Mọi người tuổi Dần xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Dần khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân, bạn bè hoặc là chính bản thân mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!